Vâng, đúng ạ. Khi mà ta phải cô lập cả đất nước, cô lập cả gì ạ? Đừng ơi, và nhiều trường hợp chúng ta phải cô lập cả đất khỏi, nếu như là chủng khỏi. Mà cô lập là gì? Chúng ta buộc phải gì ạ? Tách rời ra. Ví dụ như là ở trên kia, đó chúng ta phải tách bỏ. Nếu mang một trường, ta phải tách bỏ. Cái bình giấy đó mà. Hóa mang chẳng biết đấu mà. Có chủng nhưng vẫn giúp tay bàn ra. Nhưng vẫn phải lấy cái này này nó mặt đích của là cái mặt đích đối với chiều chặn đích bằng giờ mới đạt mà một chiều nó là con này con này nó là đích đối nhau một chiều khi mà bạn anh chui nơi này ví dụ nhá là không ra hạn chế nhá mà không cắt được nước mà không cô lập đang chui vào và ở có thể vẫn là một cái văn một chiều không văn một chiều thì đây rồi ý là em nghĩ đây nó vẫn là cái bích này thôi nhưng chẳng qua là lắp không biết là đã đấy thì cái này nó cũng vẫn là giống luôn mà tôi nghĩ rằng cái văn một chiều đấy châu ấy tại vì đĩa của anh lắp đọc cái này thì khó lắm đĩa đắp cái gì kiểu nó phải bằng đây rồi đọc một đoạn đúng này thì anh mà đọc đoạn này thì làm gì có gì đĩa kiểu gì mà nó đóng mở được đúng không? Nó chỉ là như cái mặt bích thế này thôi nhưng mà em nghĩ cái này chắc lắp nữa lúc lắp cái biết đấy thế nào thì chắc đạn thêm một số anh em ở phía ngoài là nhờ thầy giải thích trên cái cơ cấu của bộ chúng ta này. Tức là mình cấp nước tự động thì mình thế nó không cấp nước tự động có cần có cái thông thường ấy là để cho cái bởi vì các bạn nhớ là cái ống góc này thì hầu hết đều hơi là nó đều có cả đấy cấp nước của ta ở trên nguyên hơi ở trên kia là của Mỹ từ nó là cái giả mạo ở đây là cấp nước theo giờ sản xuất đấy thì thường như bao giờ bây giờ nó đều có là kể cả khi mà không có tượng này người ta cũng nên có thì chúng ta để sao để làm cho nước chúng ta là có thể là đỡ bởi cái mức độ sao động bởi vì các bạn nên nhớ là gì ạ trời hơi hôm nay trong quá trình của mặt trong này mặt trong này luôn luôn là nước bắt đầu sôi trên cái độ cao của nó là gì thực ra nó là gọi là già không ổn định nếu chúng ta có bình chúng ta này ấy, thì nó sẽ làm giảm bớt cái sự dao động của con trường hợp là sóng sôi mức độ là nó thay đổi thì nó ra ngoài này nó sẽ ngưng nó ổn định hơn và nó ra cái mặt kính chúng ta nó im hơn nếu mà mắt tinh các bạn ấy, khi mà ống thủy chúng ta không tắc ấy, thì thanh niên như các bạn ấy, kiểu gì thì kiểu quan gặp thấy là dốc sàn rất nhiều không bao giờ đứng yên cả cho nên có cái bình này nó làm giảm đi cái sự tác động của mà đặc biệt đối với nơi này ấy, vì là lượng sử dụng nó ít trên khi mà tải chúng ta mà sử dụng mở cái cửa cuộc tải quá lớn ấy nó sinh ra hiện tượng gọi là sơ bồng tức là nó hơi là mặc dù nó chưa đến điểm đấy bắt đầu nó là điểm nó tạo dòng nước dài nó dâng nước lên bởi vì nó sôi mạnh để nó cấp hơi áp suất nó tù nó sôi mạnh lên để cấp hơi chính như thế nó gọi hiện tượng là sơ bồng đến khi mà tải bắt đầu là ổn định một chút rồi ấy là lúc bây giờ là nước nó tụt xuống và ở ngoài nhiều khi ống thủy nó tụt xuống nó báo động luôn còn nó xuống luôn cho nên là đối với cái có ưu việt là chúng ta khởi động nhanh nước ít mà khởi động nhanh cấp hơi nhanh thế nhưng mà cái gì là quan tâm nhiệt thấp thì dẫn đến là áp suất không ổn định mà rất dễ bị hiện tượng và gì ạ sơ bồng mà rất dễ hiện tượng là bị cảm nước cảm nước nếu như công nhân ra tầng này mà không lên nhiệt thì ở đây thì khi nó xuống dưới mức cực thấp nhất thì lập tức nhiệt còi là rú đèn thì nó còi là âm thanh là rú và liên động nếu nó thiết kế liên động lập tức là ngừng nhiệt ngay và quạt khóa tập đoàn này sẽ dùng nước ngay Đây, cho em hỏi thêm chút một cái van cái chỗ này cái đoạn ngắn ngắn ở giữa cái van một chiều và cái van chặn này đây chính là van một chiều đây và dạng đĩa ôm lắp thêm cái van nữa đấy van một chiều này là loại gì đấy thầy nó kiểu dạng nó thẳng này có nó sò kéo đẩy cho vào lương lại cho nó đóng lại đây là hai cái van một chiều á cái van này là van in ngựa này vâng. Nó chỉ có một chiều đẩy lên đi vào thôi. Còn cái này van này là van cối này, van lá chỉ có một lò xo đẩy thôi. Cái van cối mà anh vẽ cho em ấy chính là cái van này, nó chỉ có một lá đẩy thôi. Đấy nhá, thế còn ở đây các bạn thấy là đấy, vì là nó có cái van này là van là một chiều dạng yên ngựa, nó chỉ xả đáy của van lưng dưới và van nước thôi, hoặc là xả đáy của đáy nồi thôi.
mà đây chúng ta có hai cái góc từng bên này, cho nên là họ đưa xả ở đây luôn, van chặt đây, và đây là van xả nhanh. Van xả nhanh chúng ta phải đúng dùng đúng loại này này. Chứ còn ba cái loại van khác các bạn nên ta không thể gọi là van xả nhanh được. Kéo đẩy lên đẩy xuống mở cánh luôn đúng không thầy? Đây là van thanh răng. Đây là thanh răng. Có nghĩa mình đẩy lên đẩy xuống là nó lật. Không, nó lật. Đây là thanh răng. Đây là khi ta kéo vào thanh răng kéo thẳng lên luôn. Kéo lên đấy. Nếu mà của Trung Quốc ngày xưa thời tôi Mao Trạch Đông ấy, thì hai lớp P của nó bằng inox, mặt bên cạnh của nó bằng inox, ở giữa nó có lò xo, đi nó kéo lên này. Khi bạn làm van nó cũng nhanh ấy, thì không bao giờ đóng kín được tuyệt đối bằng van. Khi nó đóng xuống ấy, ở giữa nó có lò xo đẩy. À, dạ, nó sẽ khít, nó không hoàn toàn gì. Khi mà nước ở bên ngoài đóng thì nó đẩy, đẩy khi nó mặt bên này nó đóng lại thì nó cân bằng áp suất thì mặt bên kia nó đóng tiếp. Thế cái này xả nhanh đấy thì tùy thuộc vào nồi hơi, tùy thuộc vào kết cấu, tùy thuộc vào nước chứa mà người ta sẽ quy định chúng ta xả bao nhiêu hồi, khoảng cách giữa mỗi hồi là bao nhiêu giây. Thì cái đấy là do quy trình của nhà máy chế tạo của mình. Thì hôm qua tôi nói các bạn rồi, tức là khi mà chúng ta cấp hơi cũng như là xả đấy về cái tác ấy, chúng ta phải mở đầu tiên nó phải mở hết van xả nhanh đấy, mở hết van xả nhanh đây đúng không ạ, sau đó ta hé mở van nhẹ van chặn để chúng ta sấy toàn bộ cái đường ống ra phía ngoài cho nó giãn là đều và báo hiệu cho ở những người mà hàng này cũng cần phát xung quanh đóng van. Đấy, nước đồ vẫn còn đấy. Vậy là sau đó khi mà xả động hết rồi thì chúng ta mới đóng van xả nhanh lại. Ta đóng van xả nhanh lại, mở hết cỡ toàn bộ van chặn. Sau đó ta thực hiện từng hồi xả và mỗi hồi xả cách bao nhiêu thì do đơn vị. Mà cái khi ngừng ấy, cái thời gian ngừng chúng ta chỉ trong vòng 3 giây thôi. 1, 2, 3 ta lại mở ngay thì là tức gì? Khi mà ta đóng được một ngày thì coi như cái thẳng của cái dòng chặn đường ngồi nó sẽ phản thúc ngược trở lại. Thúc ngược trở lại thì nó sẽ sụp vào trong mình người ta. Thì bao nhiêu cạnh mà nó chưa bám dính chặt ấy, nó sụp lên thì nó sẽ bung ra. Cho nên cứ bung ra cái xối lên cái ta lại mở ngay phát thì nó tức là sụp xuôi theo đẩy ra. Thì nó sẽ tác dụng xả cạn tốt hơn. Mà cái việc xả đáy ấy là một trong công tác rất cần thiết trong ca, bởi vì chúng ta sẽ giảm bớt cái diện đóng góc cạn của thầy cho em hỏi chút thêm mấy các cái cửa vệ sinh này. Thì khoảng bao nhiêu thời gian lâu thì mình cái này ấy, nó tùy thuộc vào cái chế độ đốt và nhiên liệu của các bạn. Nó sẽ coi là cho xỉ nó sẽ động ở đây. Mà đặc biệt khi ngừng lò mà lâu dài ấy thì người ta thường người ta bảo quản khô người ta phải làm sạch. Mà đặc biệt nó hơi chúng ta bao lưng dưới này này, kể cả các nhà máy trung áp còn nhà máy đường ấy. Bạn là quân thủy của nông nghiệp các bạn tài lắm rồi, ở Việt Đài ấy là toàn bộ cái phần ống của đối lưu ấy của nhà máy đường Việt Đài rồi của công suất lớn lắm, 120 tấn bây giờ mà là dự bị và lứt đứt hỏng hết, bởi vì chúng ta để cho cặn cho vấn đề trên đấy nó ẩm ăn nước mà chất. Cho nên cái chân của từ đến bệnh này là chúng ta nếu mà nồi nghỉ lâu chúng ta phải bảo quản khô làm sạch và chúng ta phải đóng kín, đưa vôi cái này khác hoặc là chất hút ẩm vào trong bao lông trên bao lông dưới và thậm chí phải đóng cả bù nước cho vôi trong bù nước để chúng ta bảo quản khô. Còn khi bảo quản chúng ta trong thời gian ngắn hạn ấy, bảo quản chúng ta quản ướt có nghĩa là gì, ta bơm nước đầy trong nồi và đun nóng lên một chút, làm đầy đủ hết oxy, đun cho sôi đuổi nóng hết oxy đóng lại và cho bơm vào trong đó một chất gọi là hydrazine, tức là để chúng ta luôn luôn để không oxy có lọt vào nữa thì nó cũng khử để làm sao bảo vệ cái nồi. Thế là bảo quản như vậy, ướt bảo quản khô là chúng ta để bảo quản toàn bộ vệ sinh sạch sẽ. Thì đây là các cách cửa là chúng ta tháo để vệ sinh. Ở đây là phía mặt bên, ở bên là mặt cạnh. Thế còn ở trong xin lỗi, đây là bao lông dưới nhá. Thế còn ở trong ấy, ở trong bản vẽ các bạn ấy thì ngay ở hàng nhóm đồng hàng 2 là nó sẽ có một tấm trắng. Các bạn sẽ nhìn vào trong cửa của nơi bạn nhìn. Bạn nào soi trong cửa đấy thì là nếu mà ở bên kia nó hở, bạn nhìn thấy hở thì gió khói sẽ đi ở phía bên đấy. Nó có một tấm trắng gang xung nhiệt, nó sẽ chắn, không cho nó đi thẳng đâu, nó sẽ đi vào cái góc đó.
sau đó quạt sang bên này. Ở bên sau này nó lại có một đấm chắn ngược lại, nó đi thành hình chữ Z này. Nếu nó hơi đà ở đây, gió ở đây, đúng không ạ? Thì có nghĩa là cái cửa nó nằm ở cửa bên kia, khung cửa thì nó sẽ đi vào đây, quạt sang này, quạt sang đây, ra coi là khỏi. Chứ không cho khói đi thẳng. Thế còn phần lớn cái gọi là như ống nước xuống ấy, thì phần lớn nó nằm ở kiểu nước gần phía cuối, nó nhận nhìn thấp ấy, thì nó sẽ lại trở thành ống nước xuống. Là đưa nước từ ở trên bao lưng trên rồi. Thế còn lò hơi của nhà máy Trung Nam thì nó đưa ống nước đi riêng, nó đi bên ngoài lò hơi, nó đi từ bao lưng trên xuống bao lưng dưới. Thế còn cái này nó không có, nó không có, cho nên là một số các ống nước lưu ra nó trở thành ống xuống. Thế phụ trợ đấy là phần cấp nước thì tôi nói rồi, nhưng bạn thấy đây nhá, nhiều nơi cẩn thận nó lắp lên hai vạn để cho nó tăng cái một thằng bị kẹt hay bị kẹt sạn cái vì do mà con một chiều là không thể kín được, đúng không ạ? Chỉ kẹt một tí thôi là hỏng. Dù rằng kể cả không kẹt cái gì cả nó vẫn không thể kín tuyệt đối được. Đấy. Cho nên nếu mà trường hợp chúng ta không cần cái nước nóng sẽ đưa được đến hơn. Nước cái hôm giờ đây là chúng ta mất ác, bơm chạy mà không ác, nước không vào. Mặc dù kiểm tra bình chứa nước vẫn còn, bơm vẫn chạy. Mà nước không vào thì bạn sờ ngay kiểm tra bơm luôn. Sờ bơm luôn. Thì đấy là cái là e hơi đó. Cái lò nó bị quá nóng. Dần có điện cái bơm. Thế còn đây là bạn tự hỏi đây. Thì thông thường bao giờ người ta có cái này để làm sao cho cái nước ở chỉ thị ở bên ngoài để nó ổn định hơn. Nó y mật. Chứ trong bao lâu nó sôi. Vì nó sôi lên con phát hơi, nó sẽ là mức nước của nó này, nó dập dần rất lên. Cái này cũng là cái bảo mất tôi. Cái này vừa đồng thời là chúng ta có các 4 tức, thường là 4 tức. Nuôi nhập thì 3 tức cơ nhưng mà rồi chúng ta có 4 tức. Bao gồm có 3 mức cao nhất này, nước thấp nhất này, và 2 tức ở giữa là điều khiển bơm. Sạng bơm cực trên là bơm ngừng, xuống dưới cực dưới là bơm chạy. Chúng ta cấp nước sáng loạn. Mình sụp rửa sụp rửa cái cái này á thì bên nó tắc cái này á, nếu mà trường hợp mình sai nhau thì có khả năng một trong cái hai đối thủ chúng ta là gì là chắc chắn là cái nào mà chỉ thấp thì chắc chắn là cái là mình bị rồi, đúng không? Đấy là nguyên đấy logic rồi, đúng không ạ? Thì ta phải kiểm tra thông rửa này lập tức. Thông thường mà chúng ta mà xả đáy hoặc bất kể một gì thì chúng ta thường làm một mũi cái. Tức là khi mà sản xuất chúng ta bắt đầu là trồng bình ngơi. Nếu bởi vì lý do mà trong quá trình ta làm ấy, thực hiện công việc đấy, đặc biệt là xả đáy ấy, mà nó ảnh hưởng mà chúng ta buộc phải ngừng lò đột ngột là nó sẽ ảnh hưởng sản xuất. Cho nên thường là rơi vào cái giờ ấy, một là giờ nghỉ, hai là giờ thì cuối giờ chúng ta xả, tiến hành xả. Tức là ống thủy chúng ta định kỳ, ống thủy thì chúng ta không rửa là bình thường, không có vấn đề gì. Thực ra chỉ là kiểm tra cống cảm của cái của người hơi, xem xét chế độ xử lý nước, đồng thời là cái cống cảm của cái đây chui đây ạ, cửa người chui ta thiết kế bên này. Đây là đường khói ra nhé, đây là cyclone gặp bút. Anh đọc cá với đến cửa đau nhé. Cái hai cửa này để vệ sinh đi. Cái này cá bị dưới nhé. Không làm sạch cái dân đối là cửa đây. Nó sẽ bị gì. Đứt chân. Đây đâu có hai. Ngày xưa ba lông ở cái này nó to tướng này này. Trung thể mãi. Giờ mỗi lần mà thay răng lắp cũng rất là khó khăn mềm nhọc. Sau này tôi lấy loại xin ba lên làm cửa này theo những cầu bình thường khác, mà cửa này là còn cửa mới chui nhá, kích cỡ của nó có tiêu chuẩn, tôi không nhớ là bao nhiêu, chỉ là 300 mấy 400 rồi đấy, gọi elite đây, cửa tròn đấy, vì ông nào bé hót thì làm sao mà chui được, chỉ có bút mà to này khó khó. Em hỏi cái cửa này cửa gì ạ?
đây cái cửa này cũng là cửa vệ sinh này. Thế ở đây các bạn thấy rằng là có ở phía bên kia nhá, thì có ở phía bên sinh ra sẽ có một tấm gang ở cái hàng thứ hai kéo từ kia ra cái cửa, còn bên này sẽ có ở phía giữa đây là sẽ có một tấm gang bởi vì lò này là chúng ta lò đốt than, mà than là than cục, không phải là than nhưng lò than phun hoặc là đốt tần sôi thì buộc chúng ta phải có được lò. Alo, phần nước thì các bạn thấy rồi đúng không ạ, bơm nước rồi, cái phần thải khói, phần khói ra thì cấp gió ra quạt gió nhá, quạt khói nhá, đây là xích lôi lọc và bụi để mà trước quạt khói để chúng ta tách trước một phần gì ạ. Cái trước một phần là bụi là sự hạ sẵn lên để làm tránh ảnh hưởng đến quạt khói. Đó để kiểm tra mà cái ống nó không vắt về ống. Nguyên lý nó bụi đó là xin luôn, cái này là xin luôn thôi. Khi mà chúng ta gió khói nó đi vào sẵn thì nó sẽ xoáy, nó sẽ xoáy. Ở giữa là cái ống trung tâm. Ống trung tâm nó sẽ xuống gần dưới sát cái rơi khói bốc lên. Khi nó xoáy lớp như này thì các cái hạt to theo chúng ta sẽ băng, nó ma sát vào đồng mà nó rơi xuống. Thế còn gió mà với lại bụi mịn hơn ấy, nó đi xuống, nó sẽ qua cái đường ống trung tâm đi lên, đi ra phía trên. Ở một số các xích lôi mà trong người hơi loại trung áp cao áp thì nó có xích lôi không đi hơi thì nó cũng tương tự. Còn cái xả cho cái này thì đây, cái cửa đây thì thông thường người ta sẽ làm ở trên sang đáy này, khi nào mà cho ông ta nó đủ lượng lớn thì sẽ đẩy cái cửa kia có quả cân bằng, nó đẩy cửa nó rơi xuống. Có nhiều nơi nó đẩy luôn cái bao đó là cái xe rồi đấy, lấy cho ra đây. Nên để kiểm tra chắc là dân ổng vắt với dân ổng trên với dân ổng đực lên đây nè. Ổng đứng đây thì đấy nó nói là ở trên này nhá, nó có một số cái nút. Ở trên đỉnh nó có một số cái nút. Là mình dùng đồ xoay lên. Ngày xưa của nó là cái cửa tăm bông nhỏ này. Thì tôi gợi ý cho sự người cùng mình nói cái đường làm theo cửa tổng hành của chúng ta sẽ làm cho cái nút nhỏ. Cái gen chúng ta tháo ra thì nó xoay xuống như vậy. Ngày xưa không có được soi, soi thì sẽ kiểm tra cần thiết như là được gì ạ? Thì mình có ve với một số nạo thì là cạo. Nối lưu hay là bức xạ, tất cả các ống đấy chúng ta đều gọi là nhiệt nhiệt. Mục tiêu của nó là để nhận nhiệt từ coi như nhiên liệu cháy. Ở trong ống đốt là chúng ta nhận nhiệt bức xạ từ ngọn lửa trực tiếp. Thế còn đối lưu là gì? Chúng ta nhận nhiệt thông qua cái nhiệt để trao đổi giữa các cái khói nóng với lại lượng thì gọi là nhiệt nhiệt là đối lưu. Trong truyền nhiệt là bao gồm vào cái bức xạ đối lưu này và truyền nhiệt. Cái chuyện mà chúng ta gió khói đi ngoài tiếp xúc với mặt ngoài của ống thì là nhận nhiệt của đối lưu. Thế còn từ vách ngoài vào vách trong là truyền nhiệt. Và từ ở mặt trong và nước là từ nó vừa là trường nhiệt và vừa là đấy là bạn thấy như vậy là cái việc của sở là như vậy. Chúng ta kiểm tra đảm bảo sinh nhiệt an toàn hay không và toàn bộ cái bản thể của nó đều ổn. Còn lại an toàn các bạn sẽ thực hiện căn chỉnh chỉ. Còn cái còn lại nếu mà việc bạn mang đi đúng không, bạn mang HP bạn mang thì bạn ghi rõ cho việc bạn nhiều cấp sẵn sàng bao nhiêu để lúc không gì đó. Còn lại tất cả các tầng loại các bạn có thể vẫn cấp những loại đến những loại để ghi vào trong cái này. Ví dụ là qua xả lấy cái ô như vậy cứ lấy gì nữa cũng được nhá, phải kiểm tra và sửa thay thế bằng sửa thay. Mặc dù nó không phải nhiều dụng cụ an toàn nhưng mà không cần dặn mà cũng đọc bằng sửa thay hợp quá nhiều ấy.
Các bạn ai còn có hỏi thêm cái gì? Em hôm sát hạch là xuống đây các thầy hỏi trực tiếp thế này thầy. Đã. Sát hạch là các thầy xuống đây thí sinh xuống đây trình bày trực tiếp để các thầy hỏi. Thì sát hạch có trường hợp ấy, sát hạch là gì? Là bạn ở trên kia. Sau đó bạn sát hạch ở trên kia. Xong rồi có lại xuống thế này. Thầy lại phải hỏi lại thêm lần nữa. Những cái núi này là đây là cái nắp tre thôi. Bạn mở cái nắp tre này ra thì đấy là có cái cửa để chúng ta gửi elip để chúng ta mở ra để chúng ta kiểm tra vệ sinh cái gì ạ? Cái ống góp. Đây là ống góp trên nha của từng bên, đây là ống góp dưới. Như vậy chúng ta có 1 2 3 4 cái này là nằm ngang nhỉ. Cái này là nằm ngang để cấp nước cho dàn trần. Dàn trần nó đi nào. Cắm lên vào lồng. Cái ống này được gắn vào một cái nắp chạy này. Cái ống góp này được gắn vào một cái lồng. Ống béo béo. Ống to, ống góp chúng ta từ lớn to. Nó có ba cửa của máy cái vì là nó hơi độc lập cho nên là người ta có khó khăn một chiều nhá. Thế còn nếu mà hoạt động sâu sau thì máy nó tiến được sau đấy. Khi mà sắp hơi, chúng ta lên người lên trên hơi và sau đó là chống cái bạn chặn đấy. Đến đây này, đến cái mặt kia là bạn chặn đấy. Chính xác cái công công này. Tròn tròn bạn công công. Thiết kế nó công công này chống. Về mặt các cái ống mà mình công này để sẽ chống ra nó ở đây đúng không? Đủ rồi, chúng ta sẽ hóa được và tan lại và ta về sẽ về giống như động xả nước luôn đấy. Nó có cái đường có cái van đấy, các bạn chúng ta đây cái xỉu các bạn đường van kinh động xả nước luôn nhá. Có cái đường đi cắt đấy và các khi mà chúng ta bước vào mình mở bạn ra là xử toàn bộ đầy nước và cái sau khi đấy rồi nó đều đi rồi giãn nở đi rồi tạo quá đi bạn ạ. Trường hợp bị rối loạn tuần hoàn đấy, nếu một trong ống nào nó bị bí qua ở sau có cạn đấy mà nó đi lên một chút mà nó hóa hơi hết thì thần trên sẽ trở lại gì ạ, quá nhiều dân như là bị đổ. Báo động trên chứ, được cấp nước đây là bằng thấy nó bắt đầu trên
bao giờ cũng tập ở trên bề mặt gần như bề mặt thoáng của lâm bước vào đó nhá, bước vào đây nó vừa là sợ hơi trung gian này ông góp hơi, nếu mà vẫn to nó vẫn phải là cầu đây, đây là ông góp hơi ạ. Từ trên đây ra ra đây cũng ông góp hơi cũng cấp cho đây tiêu thụ đây này, đây đứng ra đây thu đấy, cái chỗ này của họ là phải có quan trọng ở đây, chỗ này phải có quan trọng trong mười đến các bạn xin phong mười đến cái đoàn này. Nó phải trở thành một số nước sẽ chỉ trên ba lông trên xuống. Thế còn các người trên ba hoặc người khác không thì đừng ba lông trên xuống ba lông dưới. Cái này xinh lắm. Đây là sản áo cạn của nó. Nhưng mà cái trong này nó mô hình thật là sao rồi. Nó sẽ đi vào ba lông dưới. Cấp nước qua hai con từ bên, để cấp nước cho hai con bên, cấp nước cho cơm góp ở từ trần nó ở đây. Thế thì từ hai con này lên, nó là có cái ống nối cơm góp trên. Ông có trên là nó sẽ hàng theo lên, nó nằm lên, và là giảm chân. Còn hai con trên là sẽ như hữu thở với nước của hai cửa bên. Thế là ba lông trên. Về ba lông trên thì nó tách hơi ra. Có nước loại nào thì nó sẽ mới tuần hoàn. Cái số vòng tuần hoàn của nó tùy theo có thể dừng ở 3 đến 4 vòng tuần hoàn thì 1 kg nước tính dưới của nhận là nó đấy. Đây là MPA đúng không? 16 cân, 16 gram. 16 con này là chỉ là cái này thằng này áp được nước mà nó ra được kia là 8 đến 12 cân không có tuần hoàn gì cả. Xem mà xem cái kế mình có 8 kg à? 10 kg hay 8 kg? Đúng rồi, 8 kg à? Cái dư 12 kg cũng được. Cũng giả hay là 28 mà nó có tăng. Không hơi bao giờ. Còn nước bao giờ rồi là anh ngả như hoa cá thì chơi.